Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí. Không kém cạnh sao Việt nào, Lê Phương khoe trang trại hoành tráng ở Tây Ninh. Không bao giờ khoe mẽ, nhưng qua hình ảnh có thể thấy gia đình Lê Phương cũng không phải dạng vừa. Trên trang cá nhân, Lê Phương vừa chia sẻ hình ảnh cả nhà về trang trại của gia đình cô tại Tây Ninh. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên chịu khoe không gian rộng lớn của trang trại này. Nữ diễn viên chia sẻ, cả nhà hay về trang trại của gia đình ở Tây Ninh để thay đổi không khí. Chúng tôi di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đi đâu cũng trùm kín mít, thẳng một đường mà chạy và đến nơi thì khóa trái cửa ở yên một chỗ đúng theo khuyến cáo của nhà nước, nên rất an toàn. Những lúc được lên Tây Ninh, Cà Pháo rất thích vì được câu cá, hái rau, lội sình, khám phá thiên nhiên. Qua ảnh, Lê Phương chia sẻ có thể thấy trang trại của gia đình cô trồng nhiều cây ăn trái, các loại rau sạch và có cả ao cá. Mỗi lần về đây, con trai Cà Pháo của cô rất thích thú, cậu bé trải nghiệm trèo cây, hái trái, tự thu hoạch củ cải trắng. Là sao nữ kính tiếng, Lê Phương khá khiêm tốn và hiếm khi khoe về gia thế. Hương của gạo nếp gạo tẻ hiện đang hạnh phúc với gia đình nhỏ và hứa hẹn ngày trở lại mà hạnh cực hành tráng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.